Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video hôm nay. Trong video hôm nay, em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là quạt két nước của Hyundai Gate, sản phẩm của công ty Halon, trực thuộc tập đoàn HCC Hàn Quốc, Made in Korea. Đây là mã của sản phẩm 25380 1C160 Blower AC. Đây là quạt về két nước, quạt gọi là quạt tản nhiệt két nước cho xe. Đây là phía trước mặt quạt để bắt ốp vào két nước. Đây là cánh quạt. Đây là cái hướng, đây là công ty HCC này sản xuất này. Đây là cái mã của cánh quạt. Và đây là cái mũi tên này. Mọi người để ý, mũi tên này là người ta chỉ cho mình là cái hướng gió của cái quạt nó quay. Còn với cái dòng này, sản phẩm này thì nó có bao gồm điện trở để bảo vệ quạt đi theo luôn. Đấy. Đây là phía mặt sau. Đấy, đây phía mặt sau. Đến phía mặt sau thì anh em nhìn này, người ta cũng đánh dấu luôn là cái chiều hướng gió. Điện áp là 12V. Đây là cái rắc cắm điện để cho quạt nó hoạt động. Đây em nhìn thấy không? Chờ em, anh em xem một chút. Đấy. Đây. Đời này của nó là 3 rắc điện 1, 2, 3 chờ sẵn. Các đường điện thì được ghen điện rất chắc chắn. Và đây là cái rắc để đi ra cái điện trở. Điện trở quạt. Cái nhiệm vụ chính của cái quạt tản nhiệt két nước thì đã nói tản nhiệt, tức là khi mà két nước nóng thì với sự hỗ trợ của cái quạt này, nó sẽ làm giảm nhiệt độ két nước, đảm bảo độ bền của két nước và giúp cho hệ thống động cơ hoạt động tốt. Đây, đây là gồm có một chân này, hai chân, và chân này là chân gài. Đây, của nó có ba chân, anh em nhìn thấy không? Đây là hình ảnh tổng quan mặt phía mặt sau. Chất liệu để làm ra cái sản phẩm này thì chủ yếu là nhựa cao cấp. Phía bên cho bên trên là motor, bên trong là các lõi đồng và các đường dây điện, lõi đồng cao cấp đấy. Đây là ba cái chân bắc của motor của quạt. Với cái sản phẩm này chúng ta có thể nhìn thấy nó rất chắc chắn. So về ở ngoài thị trường thì nó chỉ thua duy nhất có một hàng, đó chính là hàng theo hãng. Còn tất nhiên là sản phẩm này thì vượt trội hơn hẳn so với cái hàng liên doanh. Rồi, cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu, hỗ trợ, tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.